Tại hội thao năm ngoái, thì đội tuyển xe tăng của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã xuất sắc giành huy chương vàng tại vòng chung kết bảng 2 cuộc thi xe tăng hành tiến. Với thành tích này, trong kỳ Army Game năm nay, đội tuyển xe tăng Việt Nam sẽ được chuyển lên thi đấu tại bảng 1 cùng các đội có lực lượng tăng thiết giáp rất mạnh như nước chủ nhà Liên bang Nga, Trung Quốc và Belarus, nên thách thức chắc chắn sẽ là rất lớn. Tại thủ đô Moscow của Liên bang Nga, phóng viên truyền hình quốc phòng Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Đại tá Phan Hải Long, Phó Tham mưu trưởng Binh chủng Tăng thiết giáp, đội trưởng đội tuyển xe tăng Việt Nam tham dự Army Games 2021 để hiểu rõ hơn về công tác huấn luyện và khí thế sẵn sàng bước vào thi đấu của đội tuyển. Thưa đồng chí, xin đồng chí cho biết khái quát về nét mới, về quy chế mà ban tổ chức năm nay đưa ra đối với cuộc thi xe tăng là gì ạ? Thông qua các cái cuộc thi của những năm trước thì ban tổ chức đã làm chặt chẽ hơn và có nhiều cái điểm mới. Ví dụ như là các mục tiêu trong quá trình các đội tuyển thi đấu, nếu không tiêu diệt được thì số vòng phạt sẽ được tăng lên. Có thể nói là sẽ đặt cái chất lượng hiệu quả để tiêu diệt các mục tiêu là trên hết. Do vậy là cái quy chế của năm 2021 là chúng tôi thấy là cũng rất là chặt chẽ và có cái chất lượng cao hơn so với những năm trước. Với những cái quy chế mới như vậy thì đặt ra trong cái quá trình huấn luyện của đội tuyển đội tăng trong suốt thời gian vừa qua như thế nào? Thực ra khó khăn thì rất nhiều khó khăn. Nhưng mà cái xác định đầu tiên của mục tiêu của đội tuyển là chúng tôi tham gia thi đấu với một cái tinh thần cao nhất và xác định là quyết tâm cao nhất. Khi các viên đạn bắn ra và các cái mục tiêu xuất hiện thì đều xác định là phải tiêu diệt ngay từ đầu. Với cái quy chế này, đòi hỏi từng vận động viên, từng kíp xe là các đồng chí phải thực sự là có bản lĩnh và đoàn kết, hiệp đồng với nhau trong quá trình thi đấu để làm sao là đạt được cái hiệu quả cao nhất trong quá trình thi đấu. Thưa đồng chí, trong quá trình huấn luyện thì chúng ta huấn luyện bằng các cái trang bị khí tài của chúng ta, nhưng thi đấu thì lại bằng trang bị khí tài của bạn. Điều này đặt ra cho chúng ta những cái khó khăn như thế nào? Chúng tôi phải vừa vận dụng các cái trang bị có trong biên chế, vừa phải kết hợp với những cái kinh nghiệm qua nhiều mùa thi đấu để huấn luyện cho bộ đội. Và cũng có thể nói là đến giờ phút này là cán bộ chiến sĩ trong đội tuyển các đồng chí đều thuần thục và nắm chắc được các cái yếu lĩnh động tác. Xác định là nhiệm vụ nào thì cũng hoàn thành và khó khăn nào thì phải vượt qua. Nên là tất cả tinh thần của cán bộ chiến sĩ trong đội tuyển đều xác định đây là một cái nhiệm vụ rất là lớn lao và cao cả. Và chúng tôi sẽ thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của dân tộc, vì truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Và cho đến thời điểm hiện tại thì đội tuyển đội tăng đã làm tốt công tác chuẩn bị cho thi đấu như thế nào? Đến giờ phút này thì đội tuyển xe tăng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã kết thúc chương trình huấn luyện. Sức khỏe của toàn đội là hiện nay là các đồng chí đảm bảo tốt, sức khỏe tốt và tinh thần rất là phấn khởi và hào hứng, sẵn sàng coi như là bước vào làm công tác chuẩn bị và bước vào thi đấu. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí về những thông tin chia sẻ vừa rồi và xin chúc cho đội tuyển đội tăng sẽ đạt được thành tích cao nhất trong mùa giải năm nay.